Một cái nồng độ tôi nói với các bạn nó kinh khủng. Và chứng tỏ với một cái nồng độ này thì cái sức công phá của nó đối với lúa lộn, lúa hai tầng nó rất là mạnh. Bữa nay có món mới này nè. Món này bán 2 năm mấy nay chưa có ai bán vốn luôn. Đầu clip anh em thấy là cái chữ gì? Doctor hai tầng. Và nếu như cái clip hôm nay anh em không xem là tôi nghĩ anh em lỗ khá là nhiều luôn đó. Tại vì cái clip hôm nay tôi giải thích rất là kỹ về cách sử dụng của hai cái dòng sản phẩm này. Cách sử dụng rất quan trọng. Sản phẩm là một chuyện, nhưng mà cách sử dụng Doctor Bắc như thế nào, cách sử dụng Doctor hai tầng như thế nào thì nó rất quan trọng. Và tôi nghĩ anh em đừng có bỏ qua cái clip này, cực kỳ quan trọng về vấn đề kỹ thuật. Cái mùa vụ đông xuân nó sắp tới rồi, và tôi thấy hổng gãy anh em đùng đùng vô là kiếm Doctor Bắc, kiếm Doctor hai tầng. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu xem cái Doctor hai tầng và cái Doctor Bắc sử dụng như thế nào. Đầu tiên đây là hai cái sản phẩm mà cái size của nó khác nhau. Đây là size 1 lít và đây là size 500c. Thằng này là sinh học, còn thằng này là hóa học. Về cái dòng sản phẩm Doctor hai tầng này thì Điền Gâu nói chút xíu, tại vì cái Doctor Bắc này thì anh em nghe khá là nhiều rồi. Cái dòng này thì chắc cũng không có xa lạ với anh em đâu, Acetalo. Acetalo thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái dòng sản phẩm Atas của bên VFC. Thì đây là cái dòng sản phẩm diệt mầm cạn. Thì cái dòng sản phẩm Atas hay là cái Acetalo thì trước đây anh em dùng rất là nhiều để sử dụng cái lúa ma, lúa hai tầng rồi. Nhưng mà những cái Điền Gâu làm, tôi nói với các bạn nó phải khác biệt thì tôi mới làm, chứ còn làm giống người ta thì tôi không có làm đâu. Thì đầu tiên đây là cái size dung tích Điền Gâu đóng là đúng là size 500c. Tôi không có đóng 400c, 450c hay là 480c, mà tôi đóng là cái size là 500c. Và thứ hai á là cái acetalo mà Điền Gâu đang làm á, là cái acetalo có một cái nồng độ rất là cao. Không biết ở đây anh em nào đã từng xài những cái dòng sản phẩm diệt mầm cạn khác rồi, ví dụ như là Atas hay là những cái dòng sản phẩm của bên công ty Nicotex chẳng hạn, thì anh em có nhớ là cái nồng độ acetalo là bao nhiêu gram trên lít hay không? Và cái nồng độ ở đây mình cho anh em xem, một cái nồng độ khủng luôn. Đây. 900 gram trên lít các bạn. Một cái nồng độ tôi nói với các bạn nó kinh khủng. Và chứng tỏ với một cái nồng độ này thì cái sức công phá của nó đối với lúa lộn, lúa hai tầng nó rất là mạnh. Nhưng các bạn chỉ nhớ một cái lưu ý, giống như tôi nói từ đầu clip, tại vì nó là hóa học thì nó sẽ ảnh hưởng tới lúa của bạn khi bạn xả xuống, nếu như thời gian cách ly của bạn không đủ dài. Các bạn nhớ chưa? Như vậy thì bây giờ ở đây nó có hai dòng sản phẩm. Đây là cái cây sinh học Doctor Bắc mà Điền Gâu bán nhiều rồi. Và bây giờ có thêm một cái lựa chọn hóa học nữa cho anh em, cũng là dạng nước luôn. Anh em có thể sử dụng hai dòng này cho máy bay hết. Cái chai này thì sử dụng cho một công. Cái chai này anh em có thể sử dụng từ 1 công cho tới 2 công. 2 công dẫn phê, 2000m2 dẫn phê. Nhưng nếu anh em có kinh nghiệm, anh em tăng liều lên, sử dụng cho 1 công lớn cũng rất phê, nhưng phải có kinh nghiệm. Như vậy thì kinh nghiệm ở đây nó nằm ở đâu? Đầu tiên đây là dòng sản phẩm diệt mầm cạn. Nó diệt được cái vấn đề là khi cây lúa cỏ các bạn đã nhú mầm rồi, phun nó vẫn tẹo. Nhớ nè, khi cây lúa cỏ, lúa ma của bạn nó nhú mầm rồi thì phun cái Doctor hai tầng này nó vẫn tèo, nếu như trường hợp cây của nó có 2 lá. Còn cây mà các bạn điếm nó đã trên 2 lá rồi thì nó gì không được nha. Nhưng mà cây từ 2 lá trở xuống nó lú mầm rồi thì Doctor hai tầng nó phun vẫn ok. Nhưng với trường hợp của Doctor Bắc thì cây không được lên mầm, tại vì đây là dòng sản phẩm vi sinh, nó phân hủy cái xác cellulo của cái lúa lộn, lúa hai tầng đó. Cho nên là khi mà bạn sử dụng cái Doctor Bắc thì bạn lưu ý với Điền Gâu một cái điều, đó là cái lúa lộn, lúa ma đó nó không có lên. Còn nó lên rồi thì không hiệu quả. Như vậy thì rõ ràng là hai cách dùng nó đang khác nhau. Nhưng có một cái điểm chung là thằng Doctor Bắc và thằng Doctor hai tầng này, cái thời gian cách ly ít nhất là 10 ngày. Cái anh này anh cần thời gian từ 7 ngày tới 10 ngày để anh phân hủy xong cái lúa lộn đó thì bạn xả xuống. Và đặc biệt là bạn có sử dụng cái thằng này ví dụ như 3 ngày bạn xả thì cũng không có ảnh hưởng tới lúa. Nó là dòng vi sinh, nhưng về cái độ hiệu quả đối với lúa ma thì tất nhiên nó sẽ kém, và nó cần khoảng thời gian hoạt động từ 7 tới 10 ngày. Các bạn xem càng kỹ clip thì các bạn sử dụng sản phẩm nó càng kỹ. Rồi, bây giờ tới cái Doctor hai tầng này, đây là cái dòng sản phẩm hóa học và nó được copy bởi cái acetalo là 900g trên lít, và một chai các bạn có thể sử dụng từ 1 công cho tới 2 công. Cái điều quan trọng đầu tiên là cái thời gian cách ly của bạn phải đủ dài, và trong này tôi ghi rất là kỹ là 14 ngày. 14 ngày thì bạn mới xả lại. Còn nếu như bây giờ bạn gấp quá, 7 ngày, 10 ngày bạn xả lợi thì bạn phải làm một cái quan trọng, rất quan trọng với Điền Gâu, đó là gì? Bạn phải rút nước ra. Bạn phải rút nước ra từ 1 lần cho tới 2 lần để đẩy cái acetalo ra khỏi ruộng của bạn. Tại nếu như cái acetalo nó còn nằm trong ruộng thì đó là cái chất nó làm ảnh hưởng đến cái lúa của bạn. Nó là cái chất làm ảnh hưởng đến cái lúa của bạn khi bạn xả xuống. Cho nên khi sử dụng cái Doctor hai tầng, chú ý một cái vấn đề đó là kỹ thuật. Còn thật ra thì mấy cái dòng sản phẩm này Điền Gâu đã có trải nghiệm hết rồi thì mới bán sản phẩm ra ngoài thị trường. Cho nên cái khâu kỹ thuật của các bạn dùng là quan trọng nhất. Đất ẩm bao giờ cũng quan trọng đối với thuốc cỏ.
Đất có nhiều nước thì các bạn rút nước bớt ra, phun xong mà lỡ bị mưa thì buồn quá, thì ém nước lại luôn. Thì đó là những cái rất quan trọng của Dr. Hai Tăng hay là cái Dr. Bắc. Rồi bây giờ tôi hỏi lại các bạn một câu, các bạn trả lời dưới clip coi các bạn trả lời đúng không. Dr. Bắc có ảnh hưởng lúa không, và thời gian cách ly của Dr. Bắc là bao nhiêu ngày hiệu quả? Câu hỏi thứ hai là Dr. Hai Tầng có ảnh hưởng tới lúa hay không, và đây là dòng sinh học hay hóa học, và thời gian cách ly của nó là bao nhiêu ngày? Các bạn chịu khó xem hết clip để tìm cách kết nối với điện cầu mua hàng nha. Rồi bye bye, chào anh em. Rồi bây giờ đầu tiên là khi anh em vô cái phần mềm có cái chữ ZL đó, anh em bắt đầu anh em gõ vô đó là từ phân bón điền râu. Anh em chịu khó gõ có dấu ha. Thì khi mà anh em gõ cái từ phân bón điền râu, nó sẽ xuất hiện ra cái từ là phân bón điền râu các loại điền. Khi anh em nhấn vào trong cái link đó, nó sẽ xuất hiện cái từ là quan tâm và nhắn tin. Anh em bấm vô quan tâm cái, rồi sau đó anh em nhắn tin cho bên công ty của điền râu. Đó là cách thiết thực nhất để làm sao có thể dễ mua hàng bên điền râu.